19 giờ 50 phút ngày 16 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hành trình tiếp theo của Việt Nam mến yêu sẽ đưa ca sĩ Tim và người đẹp Huỳnh Thúy Vi đến với ngôi làng cổ hơn 200 năm tuổi của miền Tây Nam Bộ, làng cổ Đông Hòa Hiệp. Mỗi ngôi nhà sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện rất riêng về gia chủ và trung tâm giao thương, giao lưu văn hóa lớn của vùng đất Kiên Giang. Các bạn nhớ đón xem nhé!